Ấn vào chữ đăng ký bên dưới để xem phim nha. Ấn vào chữ đăng ký bên dưới để xem phim nha. Chuyện ba con gây ra tai nạn, nó chối bỏ là thật sao chú? Cái đó cũng đâu hẳn là lỗi của ông chủ. Ông chủ không hề ép tôi đứng ra nhận. Một phần cũng lỗi do tôi. Anh có biết tại sao anh Tú Kiệt hận anh không? Mà không, chính xác là hận ba anh mới đúng. Cậu Lê muốn nói ba anh lại làm điều gì không phải với gia đình Tuấn Kiệt hay sao? Phải. Công ty nhà anh Tuấn Kiệt phá sản, ba mẹ anh ấy bị chết là do ba của anh. Em đã từng được xem qua hồ sơ, những ghi chép và cả những mẫu đối thoại được bí mật thu lại, thì sự thật đúng là như vậy. Tại sao ba tôi lại có thể làm ra những chuyện như vậy? Đục chết người rồi bỏ chạy, đưa chú Bảy ra ngồi tù thai, nó còn dồn ba mẹ Tuấn Kiệt vào chỗ chết. Ba luôn dạy bảo tụi con phải thành người tốt, mà tại sao ba lại có những hành động lạ lùng như vậy? Ba nhìn cái thân tàn tạ ba dạy này của con đi. Có phải là được thừa hưởng những điều tốt đẹp từ ba không?